Quá mãn nhãn, nhìn cảnh người dân phối hợp với công an vây bắt nhóm trộm cắp y như phim hành động vậy. Thế mới nói, khi dân phối hợp với công an thì trộm có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Đoạn clip được tài khoản Facebook Nhà Huỳnh đăng tải ghi lại một vụ gian cảnh đụng xe cướp tiền bị dân vây bắt đang nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra 8 giờ 31 phút ngày 23 tháng 4. Và thời điểm trên, một nhóm đối tượng gồm 6 người theo dõi một người đàn ông mặc áo hồng đi ra từ một chi nhánh ngân hàng ở phường 25, quận Bình Thạnh. Khi đi tới đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng gian cảnh va chạm giao thông rồi để cho người phụ nữ móc đi cọc tiền trong túi người đàn ông. Phát hiện ra sự việc, nạn nhân đã chụp lấy tay người phụ nữ rồi giằng co khiến đối tượng này ngã xuống đường. Nghe tiếng chi hô, nhiều người dân có mặt ngay gần đó nhanh chóng áp sát, bắt sống một đối tượng nam. Trong quá trình bắt giữ đối tượng này có hành động phản kháng khi liên tục động thủ và vùng vẫy bỏ chạy. Thế vậy, nhiều người đàn ông có mặt trên đường đã xông vào trấn áp và ghi cổ tên trộm xuống đường. Lúc này tên trộm mới quy phục. Ngay sau đó, người dân đã cùng cảnh sát hình sự quận Thủ Đức kịp thời bắt giữ thêm một người phụ nữ trong băng cướp này, còn 4 tên còn lại đã nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, người dân đã cùng công an áp giải 2 đối tượng này lên đồn. Tại cơ quan, công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bước đầu xác định 2 đối tượng là Lâm Thị Thu Thảo sinh năm 1989 và Lương Xuân Phúc sinh năm 1977 cùng ngụ quận 4 đã hành nghề trộm cắp lâu năm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thẩm vấn 2 đối tượng và mở rộng điều tra về những đối tượng có liên quan đến đường dây chuyên giàn cảnh để chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, các đối tượng trộm cắp không còn hoạt động đơn lẻ mà chúng đang dần triển khai thành các băng nhóm và mở rộng phạm vi hoạt động hơn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao về độ an toàn và tính mạng của người dân. Chính vì vậy, thời gian tới, lực lượng chức năng cần tăng cường gia quân, mật phục các tuyến đường trọng yếu thì mới có thể trấn áp được nhóm tội phạm nguy hiểm này. Quý vị nghĩ sao về vụ việc trên? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho chúng tôi. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.